Cô xin chào các em. Hôm nay cô làm video này để hướng dẫn các em thực hiện bài đánh giá cuối học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm 8. Hình thức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 của môn hoạt động trải nghiệm 8 sẽ là giáo viên sẽ giao bài thực hành cho các em và các em học sinh sẽ về nhà làm bài thực hành theo yêu cầu của giáo viên đưa ra. Thời gian giáo viên đưa yêu cầu và hướng dẫn học sinh đó là vào tuần 13, từ 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Và thời gian học sinh nộp bài lại cho giáo viên của mình đó là vào tuần 15, từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12. Yêu cầu của bài đánh giá cuối học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm 8 như sau. Em hãy trình bày một số việc làm xây dựng truyền thống nhà trường và hãy vẽ minh họa một trong những việc làm mà các em đã nêu ở trên. Sau đây, cô có một vài gợi ý về những việc làm để góp phần xây dựng truyền thống nhà trường như: thứ nhất, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Thứ hai, đoàn kết, tương thân tương ái với bạn bè. Thứ ba, xây dựng và giữ gìn tình bạn. Thứ tư, tự chủ trong quan hệ bạn bè. Thứ năm, cùng nhau học tập tốt. Thứ sáu, đấu tranh, phòng tránh các biểu hiện không lành mạnh. Thứ bảy, tự tin giao tiếp, ứng xử văn minh. Thứ 8, nói không với bạo lực học đường. Sau đây là một vài bức tranh minh họa về những việc làm mà học sinh đã thực hiện để xây dựng truyền thống nhà trường. Thì như các em thấy, bức tranh thứ nhất đó là vinh danh tấm gương vượt khó, học tốt, dạy tốt. Bức tranh thứ hai là về tri ân thầy cô giáo. Bức tranh thứ ba là xây dựng thư viện xanh. Bức tranh thứ tư là tham gia các câu lạc bộ. Bức tranh thứ năm đó là đổi mới và sáng tạo trong dạy học. Cụ thể là sân khấu hóa các tác phẩm văn học. Những học sinh có thể tham gia đóng vai, hóa thân vào những nhân vật trong những tác phẩm văn học. Và bức tranh thứ sáu đó là tham gia các hoạt động từ thiện. Và bức tranh cuối cùng đó là các em học sinh hoạt động nhóm để cùng xây dựng nên mô hình sản phẩm. Tiêu chí đánh giá bài cuối học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm 8 như sau. Thứ nhất, nộp đúng hạn, 1 điểm. Thứ hai, nêu được một số việc làm xây dựng truyền thống nhà trường, 4 điểm. Thứ ba, vẽ minh họa theo đúng yêu cầu, 4 điểm. Và thứ tư, trình bày đẹp, 1 điểm. Những học sinh nào dưới 5 điểm thì sẽ xếp loại chưa đạt. Còn những học sinh nào đạt từ 5 điểm trở lên thì được đánh giá là đạt. Cô chúc các em hoàn thành kỳ đánh giá học kỳ 1 thật tốt ở tất cả các bộ môn. Cô xin chào tạm biệt các em.